Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở những tập trước á, thì mình đã có tiến hành ấp một quả trứng rồng xanh lai. Và trong ngày hôm nay thì quả trứng đã nở rồi nè các bạn ơi. Mình cũng đã thuần phục rồi. Và giờ thì chúng ta cùng xem nhé. Đây chính là một bé rồng xanh lai đực luôn. Thật là tuyệt vời. Và giờ thì chắc mình sẽ cho bé ấy vào trong cái amulet, rồi dẫn xuống dưới để sống chung với bé rồng emerald của mình nhá. Giờ hai bé này còn nhỏ nè nên chắc sống chung được. Và ngoài ra mình cũng có đi săn một ít thịt về để mình có thể để dành ăn nè, cũng như là làm thức ăn cho mấy bé ấy ấy. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn thôi. Xương thì mình có ở đây, hình như hết rồi. Rồi không sao, như đây chắc cũng được một phần ăn rồi đó. Đây công thức của nó nè, 11 phần ăn luôn. Rồi giờ thì cho ăn hết luôn nhá. Để coi nào, hiện tại thì bé rồng emerald chỉ mới có 16 ngày tuổi thôi, ăn hết món này thì sẽ to hơn rất là nhiều. Nó có cái làn màu xanh xanh xuất hiện, đó chính là lên cấp đó các bạn ơi. Hiện tại đang ở stack 2 rồi nè, và 27 ngày tuổi cùng với 124 máu luôn. Lên cấp độ 3 là mình có thể cưỡi và dẫn đi khám phá được rồi. Còn riêng bé rồng xanh lai thì chắc mình chỉ cho ăn thịt rồi từ từ lớn thôi hà, tại vì rồng nguyên tố mình không có ép cho mau lớn được á. Để coi nào, còn bé này thì chắc chưa có mặc đồ kim cương vô được đâu. Còn bé này thì sao ta? Rồng emerald mình tiếc một điều, đó chính là không thể mang rương được, phải chi mang rương được thì hay biết mấy. Rồi giờ tạm thời mình đã xong việc cho rồng ăn rồi, kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu một vài cái công đoạn chế tạo trước nhá. Lần này thì mình sẽ chế tạo những cái jar này. Đây là công thức để mình có thể dẫn những cái nàng tiên từ cái ngôi làng tiên về nhà đó các bạn ơi. Và mình cần thêm ít gỗ nữa để mình làm thêm một cái jar. Đây lấy tạm cái gỗ này đi, đổi ra ván nè, đặt ở trên và được 7 cái ra rồi. 7 cái thì mình chỉ có thể dẫn được 7 nàng tiên thôi hả. Nhưng mà thôi kệ đi. Rồi giờ thì cùng nhau trở lại cái ngôi làng băng thôi. Ờ không, cái ngôi làng tiên chứ. Để coi nào, ngôi làng tiên. Đây làng tiên nè. Lâu lắm rồi đó mình mới trở lại cái ngôi làng tiên này. Ủa? Ui bé rồng đi theo mình làm gì vậy? Tự nhiên mình đi dẫn mấy nàng tiên về mà cũng đi theo nữa hả? Muốn coi mấy thằng tiên à. Ui bây giờ coi bé rồng to chưa này, đứng muốn xệ dai luôn á. Vậy vẫn thích ngồi trên lưng của mình, ủa trên vai của mình nữa. Rồi kệ không sao đâu, mình bay nè. Ui, ôi bé rồng không bay à? Chắc đứng trên vai mình là vừa đủ rồi đó. Để mình cố gắng mình bắt một nàng tiên coi, bắt nhanh không thôi nàng tiên ăn cắp đồ á. Không mà không được, để bé rồng đứng ở đây một lúc cái đã. Rồi xuống đi, mình sẽ lấy cái horn ra cái đã. Nè vô horn ở đi em. Đây một hồi mình về mà te le theo không kịp á, là mình lạc mấy rồng nữa thì mình không muốn đâu. Đây đây đây, dẫn nàng tiên màu xanh nè. Nàng tiên màu xanh. Một nàng rồi đó. Mình vừa được một thành tựu rồi kìa các bạn ơi. Đây. Đây đây, nàng tiên màu hồng nữa nè. Ủa được chưa, được chưa? Hình như chưa được, hình như chưa được. Ủa nàng tiên đâu rồi? Ui nàng tiên chui vô nhà rồi. Ôi cô à, đây đây đây, ra được ra được. Ui ui, chụp. Ui chụp không kịp. Ủa sao không cho chụp nàng tiên này hả? Hình như phải đứng gì được không? Ủa sao kỳ vậy, sao này mình bắt không được ta? Ồ ngộ thiệt á, nãy giờ mình mới bắt được có một nàng tiên thôi hả. Thử với nàng tiên này coi. Bắt nè, bắt nè. Ủa nãy giờ mình mới bắt được có một nàng tiên thôi, mấy nàng này không chịu về sao rồi? Để mình qua cái ngôi làng cạnh đây nè, làng này còn có một vài nàng tiên nữa. Ui ăn cắp cây đuốc nè, ăn cắp cây đuốc của mình hôm bữa. Tại vì mình có ghé cái ngôi làng này một lần á nên mấy nàng tiên mới có cơ hội trộm đồ của mình. Rồi qua đây coi coi còn nàng tiên nào núp trong nhà không. Nhìn kỹ nha, tại vì nhiều khi mấy nàng tiên núp trong nhà các bạn. Nhà này không có. Đây đây đây, trên độ cây nè. Wow nàng tiên xanh lá. Ui cầm cái gì á? Ui ăn cắp thịt à. Ui sao lại ăn cắp thịt bò. Ui thích thì xin thôi chứ ăn cắp vậy thì không hay đâu. Nè bắt thêm một nàng nữa, tổng cộng mình đã có được 4 nàng tiên rồi. Thích nha. Có vẻ mấy nàng tiên bên ngôi làng này dễ bắt hơn. Ui
lâu lâu mình té mình lại bị đau chân các bạn ơi, không hiểu sao luôn á. Ô nàng này thì không cho bắt rồi, nàng này thì sao, nàng màu tím nè, đó tím nhạt nhạt vô. Mình còn hai cái cha nên mình sẽ tranh thủ bắt nốt hai nàng tiên nào dễ dễ tính về nhà luôn nhá, càng nhiều nàng tiên thì càng vui, tại vì mấy nàng tiên cứ cười miết à. Nó được thêm một nàng tiên màu xanh lá cây nữa rồi, còn một cái cha cuối cùng thôi. Đây đây, nàng tiên đi lạc nè. Về nhà với Lộc nha. Ui ui, nàng này không chịu về rồi, nàng này thì sao, về nha. Được rồi nè, vậy là mình đã thu thập được 7 cái, à không, ờ đúng rồi, 7 cái cha chứa 7 nàng tiên trong này rồi, cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Giờ thì mình sẽ lượn một vài vòng coi coi còn cái gì đặc biệt xung quanh đây không nhá, rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà. Ừ, ở đây không có mấy cái con rồng hoang dã rồi, ở đây là hang boss đúng không? Ôi cái này là tòa tháp đi xuống dưới nữa. Ừ, mấy tòa tháp này thì đồ nó không có tốt ấy, nên thôi mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Coi coi mình có mang theo cái gương không ta, về bằng cái gương cũng được á. Gương đây này nè, có cái Magic Mirror nè. Rồi chuẩn bị, ấm ba la phum đó. Về tới nhà liền. Rồi giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu cho những nàng tiên ra ngoài nhá. Đây mình sẽ cho trong nhà mình là hai nàng tiên trước nè. Ui cạnh cạnh đầu rồng biết có sao không nữa. Ui không cho đặt trên lá rồi, đặt ở đâu ta, đặt ở đâu thích hợp ta, đặt cạnh giường mình nè. Ngủ kế bên luôn đó. Đây một nàng, nàng này màu hồng rồi hả, nàng này màu xanh đi, màu xanh. Trước cửa thì cũng phải có hai nàng nữa. À, trước cửa là màu xanh nước biển một nè, hai rồi. Và cạnh mấy bé rồng này cũng phải có một nàng tiên để chơi cùng đúng không, cho một nàng tiên ở đây luôn. À, đặt ở đâu ta, đây đây, đặt dưới gốc cây nè. Và còn nàng màu vàng cũng như là màu tím nhạt mình sẽ đặt ở vị trí này một cái, cũng như là ở đây một cái nhá. Đó vậy là đi đâu mình cũng có thể gặp mấy nàng tiên xung quanh chỗ này rồi. Giờ thì chắc mình sẽ vô trong nhà ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ tiến hành làm cái công việc tiếp theo nha các bạn. Hôm rày á mình tiêu diệt rồng Ender xong rồi, nhưng mà mình quên một điều á là mình không có lấy cái hơi thở của rồng ấy, nên bây giờ chắc mình sẽ tìm cách để triệu hồi rồng thêm một lần nữa để có thể lấy được một vài cái hơi thở của rồng nhá. Và công thức triệu hồi rồng Ender á, thì mình cần phải có nước mắt gas, và không biết rằng mình có cho mấy cái nước mắt gas vô đây không ta. Nhìn kỹ kỹ á, để không đây đây đây. Ủa cái này là Siren Tea. Đây có một nước mắt gas nè, mình cần ít nhất là 4. Ủa, không lẽ mình hết nước mắt gas hả ta? Ủa mình nhớ cái đợt mà mình giết mấy cái con gas mini với con gas á, mình nhặt được khá là nhiều nước mắt gas luôn. Ở đây có thêm một cái nữa là hai đồ nè. Ủa chẳng lẽ hết rồi ta? Để mình lục kỹ trong ba lô này coi. Trong ba lô này không có nước mắt gas rồi. Ừ và cái mầm cây 7 màu nữa chứ. Quên quên ta, nhặt đem về mà chưa có kịp trồng nữa. Để mình thử trồng bên đây coi coi nó có lớn không nha các bạn. Đây trồng ngay vị trí này nè, cho nó cao cao. Rồi sau đó thì mình sẽ đổi xương ra bột xương để mình có thể bón vô cái cây này. Wow, nhìn cái cây đã chưa kìa. Nhưng mà màu nó không có được sặc sỡ như ở dưới kia ta. Phải chi nó sặc sỡ hơn thì hay biết mấy á. Nhưng mà giờ mình phải tập trung vào việc tìm cái nước mắt gas trước cái đã. Đây nè, hai cái nữa, 4 cái vừa đủ luôn. Rồi giờ thì mình cần phải có thủy tinh nè, cũng như là mắt của Ender. Chắc giờ thì mình sẽ chế tạo mắt của Ender trước đi. Công thức của nó thì mình cần phải có một ít cái bột nguyên lửa. Rồi công việc còn lại của mình là đi đào cát thôi nào. Cát thì gần nhà mình cũng có nữa, nên mình sẽ xuống đây và đào luôn, rồi sau đó cho vô lò nung để mình nấu ra nhá. Mấy cái tấm kính thì công thức chế tạo nó cũng rẻ thôi. Ui, chết rồi, mình bị ui bị dướng mà lót, đào nhanh quá nó lót không kịp á các bạn. Được một ít rồi nè, cho vô lò nung kim cương luôn. Rồi nung ra đi. À đây cát đây. Rồi và sẵn tiện lấy thịt ra luôn nào. Thịt này á thì mình sẽ để dành để có gì mình xây cua ăn nếu mà hết thịt của rồng hay ra á. Rồi và giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm một vài thứ nữa để có thể đi lấy máu rồng luôn nhá. À không, lấy hơi thở của rồng chứ. Một cái lọ nè, coi còn cái lọ nào không. Ô, mình hôm trước mình nhớ mình chế nhiều lọ lắm mà ta. Hôm nay hết trơn lọ rồi. Ở trong này thì còn hai cái thủy tinh nào, mình sẽ lấy nốt luôn đi. Một ít xương nữa. Ồ, có xương thì mình có thể làm thức ăn cho rồng rồi.
mình sẽ đổi ra mấy cái tấm kính trước nha, để có gì còn dư á mình còn làm mấy cái lọ để mình có thể lấy hơi thở của rồng nữa. Cái này thì mình làm được 2 lần thôi à. Đây, và nước mắt gas. Ui. Ui chết rồi. Cái này nó dùng cái nó dùng cái tấm thủy tinh chứ không phải là nó dùng cái khối chứ không phải cái tấm. Ôi chết rồi, đã ít cát rồi mà còn chế tạo nhầm nữa. Ui mình hậu đậu quá. Thôi không sao, mình được 2 cái rồi đúng không? Giờ thì mình sẽ đào thêm một ít nữa để mình làm nốt mấy cái pha lê and còn lại cũng như là những cái lọ thủy tinh nha các bạn. Mình đã chế tạo được 4 cái pha lê and rồi, và giờ thì mình sẽ sử dụng cái số thủy tinh còn lại để chế tạo những cái lọ thủy tinh nha. Đây mình được 4 lọ rồi nè. Ở đây thêm một vài cái nữa. Mình sẽ lấy khoảng tầm 6 đến 7 cái hơi thở của rồng thôi là đủ rồi, tại vì mình không cần quá nhiều đâu. Đây được 7 cái rồi. Và giờ thì mình sẽ cho cái bé rồng MR của mình ăn thêm một lần nữa nha. Ui. Ủa? Ủa mất tiêu rồi. Chưa để nhặt lại coi. mất tiêu rồi. Ra nè. Rồi. Ủa bé rồng đâu? Ủa mình nhớ mình cho vô cái horn rồi mà. Vẫn 27 ngày tuổi nè, hình như nó lót không kịp bé rồng. À đây, làm giật mình. Tưởng đâu không chịu chui ra để ăn chứ. Nè ăn đi. Giờ đã được 34 ngày tuổi và 151 máu rồi. Mình sẽ cố gắng farm thêm một ít xương nữa để có gì cho bé rồng này ăn nha. Còn giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít cái thủy tinh làm thêm một lần nữa đi. Cho chẳng 10 cái chai thủy tinh rồi mình sẽ đi xuống cái DN luôn nha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi xuống DN luôn thôi các bạn ơi. Công việc đầu tiên là đi đến cái end portal và nhảy xuống dưới thôi. Tên, đây chính là cái cổng kết thúc nè. Mình sẽ sử dụng cái thanh kiếm một xíu, chắc về mình đổi set đồ đi quá. Tại vì hôm rài á, mình toàn sử dụng cái set đồ kỵ sĩ rồng băng thôi hả. Đây, bay lên đây và cùng nhau tiêu diệt, à không, triệu hồi con rồng lại chứ. Triệu hồi xong mới đánh lại được. Rồi, đặt những cái pha lê xuống nè. Sẵn tiện đây mình sẽ farm thêm ít cái kinh nghiệm luôn. 2 rồi, 3. Và nghi thức triệu hồi rồng chính thức bắt đầu. Rất là quen thuộc luôn các bạn ơi. Sau khi triệu hồi hết những cái pha lê and trên những cái tháp á, thì rồng Ender sẽ bắt đầu được hồi sinh. Đó, đang hấp thụ cái gì ở phía trên thì phải. Chuẩn bị nè. Boom. Đó, 1. Cái thứ 2. Boom. Ui, nó còn gào lên bằng sắt nữa. 3. Cái thứ 4 nè, cái này có rào không? Không, cái này không thì tốt. Rồi nếu nó rào á thì mình phải trèo lên nữa. Ui nhưng mà, ui mỗi lần triệu hồi là nó sẽ cao hơn hay sao ấy, đúng không? Ủa? Ồ, có cảm giác kiểu như mình triệu hồi xong cái là nó sẽ tòa tháp nó sẽ cao hơn á. Rồi và rồng chuẩn bị xuất hiện nè. Đó, lại kết thúc ư? Rồi đơm con rồng thôi nào. À, mà khoan. Từ không vội đâu. Mình cần phải lấy cái hơi thở của rồng nữa. Hay da. Ai vô bắn đi cho nhanh. Hôm trước mình không có cùng á nên mới dùng cái cách là đánh cận chiến mấy cái pha lê end thôi. Ui mình đang bay cái mũi tên mình buồn cười quá hả. Bắn nó cứ đi đâu thôi. Đang bay khó bắn mũi tên lắm. Cố lên nào. Bắn nè, rồi. Ui rồng ơi bắn ta nè. Đây đứng ở đây bắn đi cho lấy hơi thở của rồng nữa. Cần ít nhất là 4 loại nha các bạn. Còn mình có thể lấy nhiều hơn để dùng dần cũng được. Nhưng mà làm sao, miễn sao mình có 4 loại mang về là được á. Rồi dập lửa đi. Một hồi lỡ mà rơi kinh nghiệm vô đây thì phí. Rồi chẳng tiện đây thì chắc mình sẽ bắn bớt mấy cái Valen này đi để đây vướng mắt quá. Rồi cà hơi đi anh bạn, cà hơi đi. Đó, còn mình đánh con rồng này. Nhiều khi mình đánh một phát một là nó chết luôn, không kịp hà hơi á. Nên thôi mình chỉ đánh nó xương xương thôi, đợi cho nó hà hơi rồi mình đánh tiếp. Rồi lẹ đi nào, hà hơi đi. Mình đâu có đeo vương miện đâu ta. Hey. Đúng rồi. Ai á. Ui cái hơi thở của rồng mình không thấy nhưng mà mình vẫn có thể múc được. Rồi ổn nha, 6 hả.
Mình sẽ lấy thêm 2 lọ nữa đi. Khoảng 8 lọ thì mới đủ. Rồi 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 rồi, sẵn tiện đây thì mình sẽ đập luôn cái này nè. Ui cái này bắn không được, phải đập thôi. Lấy cái này đi. Ui trời ơi, ui trời. Đáp rồi hả? Trong lúc nó đáp thì mình sẽ kèo kèo nó một xíu nha, kèo xương xương thôi. Rồi. Ui ui. Ui con rồng này. Ở phía trước nó thì mình sẽ bị nó đập cánh và bay đi các bạn ơi. Con rồng này xin hãy tôn trọng cái hàm răng cửa của nhà ngươi chứ. Dám xúc phạm. Dám quýnh mình đã tha cho mà còn quýnh mình nữa. Mình đã cho sống lâu hơn một xíu rồi. Mà quýnh mình nè. Có ngon bắn thêm một lần nữa đi. Ngon hà hơi thêm một lần nữa nào. Đợi cho nó hà hơi một cái nữa các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi lấy những cái thơ thở của rồng tiếp nha. Đập nè, cho ngươi nghỉ hồi máu luôn. Chém ngươi mà chém một rồi. Lên đây đập tiếp một cái nè. Đập tiếp một cái nữa. Đúng rồi. Hay lắm. Lấy. Ủa hơi thở đâu. À được rồi, đưa nè, 10 rồi. Giờ tao sẽ cho ngươi cơ hội tôn trọng cái hàm ngăn cửa nha. Nhưng mà muộn rồi, nãy dám khèo mình hả? Mình bay sau lưng mình chém luôn. Mặc dù chưa hết mấy cái pha lè ăn đâu, nhưng mà với sức tấn công mạnh mẽ như vậy á, thì con rồng này nó sẽ không kịp hồi máu. Rồi, chịu thua đi, đánh trước mặt luôn, không thèm đánh sau lưng nha. Đây, leo trước mặt không đánh á, đánh trước mặt luôn. Ui nhưng mà nó phản đam cũng hơi bị gắt á các bạn ơi. Tính ra nó phản đam cũng đau lắm chứ bộ. Dám bố láo bố tét ở đây. Ui, dám quýnh mình. Giờ hết cần hơi thở của ngươi rồi, không còn cơ hội để cho ngươi thở nữa đâu. Ta sẽ chém ngươi. Cái tội xúc phạm của ta hả? Dám xúc phạm nè. Rồi còn một ít máu nữa thôi các bạn ơi. Tầm 5-6 đường kiếm nữa hả? Rồi chịu thua đi. Chịu thua đi. Và một hit cuối cùng. Ơ chết luôn ơi. Ôi, này thì không tôn trọng hàm răng cửa này. Giờ thì con rồng đã bắt đầu tan biến đi rồi. Và hiện tại có một cái cánh cổng ở đó đúng không? Coi còn cánh cổng nào được mở ra tiếp không ta? Ui. Wow, ánh sáng đẹp vậy. Wow, ánh sáng đẹp cực. Được thêm 3 cái vải rồng nè các bạn ơi. Ui, mới mở ra thêm một cái cổng dịch chuyển ở bên kia nữa. Được á nha. Giờ thì mình sẽ lấy một ít cái mắt của Ender để mình có thể dịch chuyển qua bên kia luôn. Cái cổng mới thì từ từ khám phá đi, khám phá cổng cũ trước. Tại vì nếu khám phá nhiều cổng cùng lúc thì mình sẽ bỏ sót rất là nhiều cái NCT luôn á. Rồi, ăn cho no bụng trước nào. Mình sẽ ăn thịt bò thay vì ăn thịt rồng. Tại vì nếu mà quá đói thì mới ăn thôi. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thịt rồng đi. Và mình sẽ phóng cái ngọc Ender vào trong. Đó. Ôi, được thành tựu lối đi phía xa luôn rồi kìa. Thích nha. Ui, bên này cũng có mấy cái tòa tháp này nè. Và trên này nhiều khi mình lại gặp được mấy cái quả trứng rồng đặc biệt á. Cái này thì là trứng rồng Enchant rồi. Tại vì ở đây ngoài trứng rồng Enchant ra còn có trứng rồng Ender nữa. Những quả trứng rồng Ender ở dưới thế giới này trên những tòa tháp á, thì mình mới có thể mang về và up. Chứ trứng rồng Ender của Vanilla thì không có up được. Và mình sẽ lấy một ít cái gậy end này về nè. Đó, biết đâu mình lại cần tới nữa thì sao. Rồi, và Rusuke thì mình cũng lấy về tạm đi. Và những cái quyển sách trong này để coi sửa chữa lấy được nè. Cái nào tốt thì mình mới lấy thôi. Gia tài không cần. Chậm mỏng 3 lấy được nè. Bảo vệ 4 lấy luôn. Rồi, ổn. Đi xuống phía dưới coi. Dưới này thì không có rương. Ui chết. À đây có rương nè. Để coi có đồ gì nào. Một cái xẻng. Hiệu suất không cần. Hại thay ma chậm hỏng. Nói chung mấy cái quyển sách chậm hỏng thì mình có thể lấy về á. Lúc sau này thì mình sẽ bắt đầu gỡ dòng Enchant ra. Rồi ép vô những cái dụng cụ cũng như là vũ khí. Nè chậm hỏng nữa nè. Tốt nha. Rồi giờ thì mình sẽ cho hết những cái mà mình nhặt được á, vô trong cái rương Suker này cho nó gọn luôn. Mấy cái thứ đặc biệt thì mình sẽ không cho vào. Rồi giờ thì... Ui. Mình cất luôn cái cúp của mình luôn chứ. Và ở tầng cuối cùng hình như còn rương nữa. Đây, cái rương nữa nè. Cái này là bảo vệ 3. Lại sửa chữa nữa. Rồi, ok. Và một cái rương cuối cùng. Hiệu suất chậm hỏng. Nói chung ở đây là đồ chậm hỏng là chính các bạn ơi. Vậy là xong rồi đó. Giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp nhá.
Chủ yếu là mình tìm mấy cái tòa tháp này cũng như là mấy cái NCT thôi. Coi mình đi về hướng nào nữa ta. Mình đi hướng này đi. Ồ, không biết có dịp gặp cái NCT không nữa. Mình rất là nôn coi coi có gặp được cái NCT nào không mà vẫn chưa gặp cái nào hết. Và mấy cái đảo này kiểu như nó san sát nhau không à các bạn ơi, nên thoải mái tìm. Hy vọng rằng mình sẽ có thể gặp được một cái NCT ở khu vực gần nhất. Và phía này thì vẫn chưa gặp nữa. Ủa chẳng lẽ cái cổng này nó không di chuyển mình tới cái NCT ta? Thường thường mấy cái cổng di chuyển thì nó sẽ di chuyển ít nhất cho mình đến gần một cái NCT á. Ủa cái này là cái chỗ mà mình xuất phát nè. Ui đó rồi, đó rồi, đó rồi. Ăn miếng thịt rồng cho no bụng hẳn đi. Rồi mình sẽ bay đi tìm NCT nhá. Rồi đi thôi nào. Hướng này thì nãy mình mới đi có một đoạn à. Bay thiệt là nhanh coi. Ui và ở đây có mấy cái quả điệp khúc nữa chứ. Quên nữa, một xíu về rảnh rảnh thì mình sẽ lấy một ít cái quả điệp khúc về để trồng cũng như là nhân giống ra. Nhiều khi mình lại cần. Đây nè. Ui. Ui mình nhặt được trứng rồng Ender rồi. Đây 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 chính là Ender Raiden S nha các bạn. Còn cái kia là trứng rồng của Vanilla. Hai quả trứng này khác nhau hoàn toàn. Một cái thì có thể ấp, còn một cái thì không thể nào ấp được đâu. Tuyệt cú mèo. Nhưng mà cái này thì cái này thì lấy về không được. Cái này sao chậm hỏng nữa hả? Ui nhiều đồ chậm hỏng vậy. Thích 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 nha. Rồi cơ hội này thì mình sẽ gom thật là nhiều đồ chậm hỏng về nhà nha các bạn. Coi coi cắt vô. Rồi lấy hết mấy đồ này về luôn. Cho nó gọn. Coi coi. Đó được rồi đó. Còn cái ủng nữa. Nhiệm vụ này thì chắc cũng ổn rồi. Đồ thì chắc mình sẽ không cần lấy nhiều nữa đâu. Mình sẽ cố gắng bay một vòng nữa coi. Để coi mình có may mắn để gặp được cái NCT không cái đã. Hôm nay nhặt được cái trứng rồng Ender là thấy hên hên rồi. Tại vì trứng rồng Ender là một loài rồng á. Cũng như là loại trứng khó tìm nhất trong thế giới này. Tại vì mình phải xuống dưới The End nè. Rồi đi tìm những cái tòa tháp á, để săn trứng á. Nhưng mà ở đây thì vẫn chưa gặp được cái thành phố kết thúc nữa. Trên thành phố kết thúc có nhiều mấy cái con Suker lắm, tha hồ mà farm luôn. Ui ở đây có vẻ không có hả ta. Chưa, trước khi về thì chắc mình sẽ lấy một ít cái quả điệp khúc đi. Quả điệp khúc á thì các bạn nên trèo lên trên nè, rồi đập cái quả cái bông chứ thì mình mới trồng ra được nhá. Chứ đập ở dưới là nó rơi ra mấy cái quả không mà không có nhân giống ra được đâu. Nè mình định lấy được có mấy quả đây. Được 4 quả rồi, 4 quả là dư sức nhân giống ra. Và mình sẽ bay thêm một đoạn nữa. Ui chết chết chết. Ở dưới là Devoid nha các bạn. Dù có khỏe hay mạnh đến mức nào, rơi xuống Devoid là vẫn chết bình thường. Không ai có thể sống được ở dưới thế giới đó hết á. Kiểu như nó không có oxy hay sao á, gần dưới là chết hả. Mà chết đã vậy còn mất hết đồ nữa mới đau á. Rồi và ở đây còn có tòa tháp nữa nè. Để mình trải nghiệm coi con boss dưới thế giới The End nó có khác biệt gì so với mấy con ở trên không nhá. Chiến đấu luôn. Chiến đấu luôn. Bắn, bắn gì tầm này nữa. Quýnh, quýnh cho người lên bờ xuống ruộng. Ủa chỉ có vậy thôi hả? Ui mắt kính. Ui mắt kính nè. Ui sunglass, wow, được một cái kính đen các bạn ơi. Ui có đồ để trang trí luôn, tuyệt cú mèo. Ở đây còn một cái tòa tháp nữa để đánh nốt luôn coi, biết đâu cho mình thêm một thứ gì đặc biệt khác thì sao. Rồi chịu thua đi, chịu thua đi, chịu thua nè. Quýnh cho người bay lên trời luôn, bay lên trời, bay lên trời đi. Ui con này mình quýnh không bay lên trời nổi tại vì nó vướng cái cát linh hồn ấy. Ây da, ây da, ây da. Dám dám bắn mình. Ui, kim cương lụm 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 lụm. Rồi đây là một cái kính magic nữa. Mình sẽ vứt cái gì ta, vứt da bò đi rồi lấy về, ổn rồi đó. Và mình sẽ bay thêm một chút nữa nhá. Ui sống rơi ra ở không sao không gặp được cái thành phố kết thúc gì trơn vậy. Mục tiêu của mình là thành phố kết thúc mà. Ui phải khám phá được cái đó thì mình mới xong những cái thành tựu dưới cái The End các bạn ơi. Chưa chạm chân vào cái thành phố kết thúc thì chưa có xong cái phần thành tựu với cái DN này đâu. Ui có vẻ hôm nay không đủ may mắn rồi, phía trước mình hết đảo rồi ấy. Thôi kệ lỡ rồi, giờ thì chắc mình sẽ dịch chuyển. À không, mình không có đặt cái điểm về nhà nữa.
Rồi giờ thì mình sẽ bay một vòng trở ngược lại để về nhà nhé. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã trở về nhà cũng như là dọn dẹp lại đồ một cái rồi các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ cho các bạn xem sự khác biệt nhá. Đây chính là Ender Dragon S, còn đây chính là trứng rồng. Đó, hai cái này thì nó có hình dáng thì giống nhau thôi, nhưng mà một cái thì có thể ấp, còn một cái thì không thể ấp được đâu. Rồi giờ thì cái trứng rồng này mình sẽ để riêng để tránh trường hợp mình nhầm lẫn. Và cái kính này thì mình muốn test thử coi coi nó như thế nào ấy. Rồi giờ thì coi kính. Wow, mình nhìn kiểu thư sinh cực các bạn ơi. Wow, đeo dây chuyền vàng này, còn đeo mắt kính nữa. Ơ, nhưng mà đeo mắt kính mà mình đâu có đeo được cái nón đâu. Ui, được. Wow, nếu mình bật lên có công dụng gì không? Ô, kính chống lửa các bạn ơi, kính cho mình hiệu ứng chống lửa. Wow, cũng được quá chứ. Ủa, mắt chống lửa rồi. À, vậy là chống lửa của cái mắt rồng hồi nãy thôi. Như là chống bị mù lòa hay sao các bạn ơi. Và khi cái bộ giáp của mình đeo kính vô này nhìn cool cực luôn á. Nhưng mà giờ thì chắc mình sẽ đổi set đồ rồng đi. Mình sẽ không mặc set đồ này, rồng này nữa. Mà mình sẽ đổi sang set đồ là rồng kỵ sĩ rồng lửa, tại vì set đồ kỵ sĩ rồng lửa này nó sẽ mạnh hơn á. Đây, cất mấy này vô và mặc lại nè. Rồi giờ thì cái màu kính nó đã bị trùng với cái màu bộ giáp luôn. Giờ thì chắc mình sẽ đặt cái quả trứng rồng Ender ở đây và trứng rồng Enchant ở đây. Rồi sau đó tiến hành đi xuống cái thế giới Twilight Forest thêm một lần nữa để khám phá một xíu nha. Nãy giờ lo làm việc mãi ha, cũng như là đi tìm những thứ cần thiết á, mà chưa có xuống dưới thế giới Twilight Forest nữa. Tại vì mình cần phải khám phá nốt cái khu vực đó thì mới làm những cái công việc khác trên thế giới bình thường này được các bạn ơi. Rồi đi thôi. À, trở lại rồi nè. Hôm trước á, mình đã đánh xong cái con Urgas rồi. Và cái thành tựu Urgas nó cũng đã chấm dứt tại đây. Kế tiếp thì mình cần phải tìm những cái con Yeti trước đã. Alpha Yeti. Mà không biết con đó ở đâu ta. Ui, Yeti. Có khi nào mấy con ở vùng băng không ta? Hôm trước mình gặp một cái ngọn đồi băng đâu khúc này này. Có một cái hang động chứa mấy cái con người lùn á, nhìn giống không biết phải con Yeti không nữa. Nhưng bây giờ thì mình sẽ thử qua đó lại thêm một lần nữa nha. Coi hướng nào. Rồi thẳng mặt nè. Rồi giờ thì mình sẽ bay lên đằng đó xem như thế nào nha các bạn. Ui, mình né qua thế giới Twilight Forest rồi mà vẫn gặp mấy nàng tiên cá da mạo này. Ui, thiệt tình luôn á, sợ thiệt luôn. Đi đâu cũng gặp hết trơn á. Rồi giờ thành cho nàng tiên cá trở thành nha đồ nướng của mình trong buổi tối ngày hôm nay luôn nhá. Trở thành đồ nướng luôn. Rồi xong chưa? Ổn rồi. Này thì dám mê hoặc này. Đi đâu cũng gán mê hoặc người ta hả? À, sở thích hay sao ấy. Rồi giờ đi tiếp thôi nào. Mình cũng gần tới cái chỗ hôm trước rồi đó. Đây nè 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 nè. Cái chỗ mình nói nè. Không biết mấy con này có phải là Yeti không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử tiêu diệt một tên coi. Tại vì mấy tên này đó ẩm mình lên nè. Rồi ném mình. Cái này nếu mà mình không có giảm sát thương ghi rơi chắc cũng ngỡm như chơi hả. À, rơi ra gì đây? Cái phơ gì nè. À, chế tạo được một bộ giáp. Ô, thì ra mấy tên này cho mình công thức để chế tạo một bộ giáp. Được á, mình sẽ farm thêm đi. Rồi mình làm một bộ giáp. Tại vì nếu mà mình chưa mở được thành tựu thì mình không thể nào đánh cái nữ hoàng băng giá đâu. Nên phải cố gắng làm những cái nhiệm vụ trước cái thành tựu mà đánh boss mới được. Để coi coi mình được 17 rồi đúng không. Sẽ đặt ba lô xuống. Không có bàn chế tạo rồi. Là phải đi farm gỗ á các bạn. Ra đây mình chặt cái cây đi để mình lấy gỗ và làm cái bàn crafting nha. Nè, có cây. Ui, giờ mình mới để ý cái cây gỗ vân sam ở đây nó bự cực luôn. Nó còn có mấy cái nhánh con nữa kìa. Nhìn lạ ha. Mình cứ tưởng đây là cái cây gỗ vân sam bình thường thôi chứ. Ai dè nó có một chút khác biệt. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo đồ nè. Đầu tiên cái áo tôi coi. Wow, xịn. Cái tiếp là cái nón nè. Cái nón mình thấy à, nó có đúng một cái khe hở luôn. Đeo vô thử coi. Đeo kính vô nè. Đeo kính vô. Ten ten. Ui, ngồi đeo kính không hợp. Cái nón này đeo kính không hợp.
Thôi, đeo lại cái con mắt đi. Rồi nếu mình chế tạo cái ủng thì sao? Wow, cái ủng nhìn có vẻ đẹp nè. Đó. Được được được. Kỵ sĩ rồng kết hợp với đồ da ti luôn. Và coi coi ở hướng thành tựu này thì ủa? Hồi nãy mới mở cho mình cái chỗ nào hả ta? Hay là chế tạo full set đồ mới được. Chưa chưa để mình farm thêm một ít nữa coi. Chắc là phải chế tạo full set đồ mới cho mình kiểu như là mở khóa thành tựu đó hay sao ấy. Mình có 9 rồi nè. 12, farm thêm một ít nữa. 16, rồi giờ thì chắc đủ rồi nè. Chế tạo thêm cái áo cũng như là cái quần. Rồi full set luôn. Mặc vô. Coi coi mở khóa thành tựu chưa? Vẫn chưa mở nữa. Làm sao để mở cách được cái thành tựu này ta? Mình làm được 1 phần 2 cái tiến trình rồi. Và không biết dưới này có cái gì không? Alpha Yeti. Là con này hả? Nhưng mà yếu vậy. Ui. Ui bình tĩnh nào. Wow, nó chỗ bắn kìa. Mình coi coi mình chiến đấu bằng cái kiếm này thì nó lại easy quá, dùng rìu luôn. Rìu làm ủa cái rìu à đây đây cái rìu đây. Trước giờ mình toàn dùng kiếm thôi đúng không? Hôm nay mình sẽ trổ tài tiều phu. Quýnh boss luôn. Quýnh boss luôn. Rìu mình tới chính tham chứ bộ. Dám dám đùa với cái rìu của mình. Wow, để mình thử ăn thử một cục băng này coi. Ui chết 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 chết. Mình bị hiệu ứng đông cứng. À, hình như dính băng này là mình sẽ bị đông cứng đó mọi người. Kiểu như bị lạnh á. Rồi, tiêu diệt ngàn người nè. Wow, xong rồi. Được cái gì không? Được Ice Bomb, bom băng và Alpha Yeti. Cái này là dùng để chế tạo cái set đồ hả? Set đồ cao cấp hơn. Còn cho mình khả năng bảo vệ cũng như là shield attacker. Và vậy là xong rồi. Như vậy thì mình đã mở khóa thành công cái thành tựu là Alpha Fur. Và giờ thì mình đã có thể chết và không tiêu diệt được cái nữ hoàng băng giá rồi nè. Được nha, được nha. Và chỗ nữ hoàng băng giá thì cũng khá là gần khu vực này luôn. Nên giờ mình sẽ ghé qua một bển khám phá một tí luôn nha các bạn. Coi nào. Wow, khám phá một xíu thôi. Còn đánh thì từ từ. Đánh với nữ hoàng băng giá thì phải có cái biện pháp nhất định chứ. Cái tòa tháp của nữ hoàng băng giá thì khỏi phải nói rồi, nó đẹp và sặc sỡ cực kỳ luôn á. Không biết mình có nên vơ hết cái đám này đem về để xây nhà không ta. Nhìn đẹp cực luôn, coi kìa. Wow. Ui, hình như cái khối này nó có thể đổi màu. Đúng không? Đúng rồi. Nè các bạn coi nè. Cái này nó làm mình liên tưởng tới một hiện tượng ở những khu vực Bắc Cực đó các bạn ơi. Cái đó người ta gọi hình như là cực quang hay sao ấy, là những cái ánh sáng xuất hiện ở những vùng đất băng giá như là Bắc Cực hay là Nam Cực gì đó. Ui. Ui cái anh nhân làng nào mà xây nhà ác thế, xây cái nhà nó cao chót chót vót luôn nè. Wow. Ở đây coi con, để mình ngó ngó sơ sơ qua thôi. Ui chết 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 chết. Ui ở đây còn có mấy con play băng giá nữa. Cái này rất là đáng để khám phá nha. Ui ở đây có chim cánh cụt nè. Để mình thử thì gì một bé chim thử nha. Cho anh lấy thịt một con thử nha. Ui chết rồi, chim cánh cụt không có thịt. Ui xin lỗi, đây 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 có ăn thịt không? Thôi anh lỡ giết thôi chứ không có gì hết nha. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà, dọn dẹp đồ cũng như là bàn kế hoạch để từ từ khám phá cái chỗ này mới được, chỗ của nữ hoàng băng giá đó. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở về cái portal và dịch chuyển về nhà, ngủ một giấc sau cái trận chiến với cái con Alpha Yeti kia. Thấy vậy chứ con đó nó cũng khỏe chứ bộ, mình mà không mặc full giáp chắc nó ném một cục băng lăn ra nằm một đống ở đó luôn. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã cho bé rồng Emerald của mình lớn lên một xíu, cũng như là trông cho cái bé rồng Sunlight lớn lên rồi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng AFK để cho bé rồng này lớn lên nhá. Còn riêng quả trứng rồng mà mình ấp ở dưới Nether á thì nó vẫn chưa chuyển hệ các bạn ơi. Cái đó nó cần khá là lâu để có thể chuyển hệ á, nhưng mà không sao, từ từ thì mình sẽ đợi. Và trong thời gian sắp
tới thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt được cái nữ hoàng băng giá đó để kết thúc những cái chuyến khám phá ở dưới thế giới Twilight Forest đó nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.